đến cho nhóm cộng tu Thạch Linh, đạo tràng Tùy Duyên, Hà Tĩnh, và tiếp theo đó là máy của bác Diệu Lan, xin chuẩn bị âm thanh ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin đọc câu hỏi cho vị đồng tu đang ở trên Zoom. Câu hỏi là bây giờ mình đã tu hành niệm Phật cầu vãng sanh thì việc sát sanh hại vật từ ngày xưa mình đã làm, mình không nên để tâm nữa, coi như chuyện đã qua. Nghĩ vậy có đúng không? Có ảnh hưởng đến đường tu hành và cuộc sống hàng ngày của mình không? Kính xin lão cư sĩ chỉ dạy cho chúng con rõ ạ. Chúng con xin tri ân lão cư sĩ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A A Di Đà Phật. Đúng rồi đó bác. Biết trong quá khứ mình đã sơ suất mê mờ sát hại chúng sanh, nạn này lớn lắm. Và xin thưa với các bác, không phải mình giết hại bấy nhiêu đó đâu, còn nhiều nữa. Và từng vị mà mình sát hại trở thành là từng vị căm thù oán hận mình, nhất định họ bám sát theo mình để tìm cơ hội trả thù đòi nợ. Nhưng may mắn là mình nhờ pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là pháp môn đới nghiệp vãng sanh. Mình không phải là thực hành cái pháp đánh nghiệp, phá nghiệp, tiêu nghiệp để chứng đắc. Nếu phỏng phàm phu mình nghĩ rằng là mình nghiệp nhiều quá, tìm cách tiêu nghiệp, thì xin thưa với bác, một đời này mình tu hành, cái phước đức của mình chẳng khác gì như một hạt sạn nhỏ bằng đầu ngón tay. Một hạt sạn nhỏ bằng đầu ngón tay công đức không thể nào có thể địch lại với núi nghiệp tu di như núi tu di, cái khối nghiệp lớn như núi tu di. Thành ra những người quyết tâm phá nghiệp thì đối với hàng thường căn có thể làm được, đối với hàng phàm phu như mình nhất định thọ nạn. Chính vì thế mà pháp môn niệm Phật chư tổ răn nhắc chúng ta là không sợ nghiệp, mà chỉ sợ giác mình chậm quá, nghiệp mình đã tạo, mạnh dạn nhận tội và sám hối đi, rồi bắt đầu từ đây bám chặt câu A Di Đà Phật, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm tâm nguyện nguyện bám chặt vào câu A Di Đà Phật thì vô tình câu A Di Đà Phật phát quang bao trùm nghiệp lại, mình đi trên nối nghiệp gọi là đới nghiệp vãng sanh, vượt qua nối nghiệp đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương không phải là trốn nghiệp, mà đi về Tây Phương để mình thành Phật, rồi sau đó vì khổ nạn chúng sanh đi khắp mười phương cứu chúng sanh để trả nghiệp. Rõ ràng là mình đi thành Phật cứu chúng sanh trả nghiệp, mình trả sau khi mình thành Phật hay hơn là trả trong lúc mình còn phàm phu, phải không? Chính vì vậy mà mong chư vị phải nhớ không nghi nghi ngờ ngờ nữa. Có người lại hỏi như vậy thì nhân quả đâu? Xin thưa với chư vị, nhân quả ngay ở tại tâm mình. Nghiệp mạnh lắm đấy, nhưng nó có duyên mới có thể sinh ra quả báo. Không có duyên nó nằm im đó không rục rịch được. Trong khi tính cái tâm của mình có chủ động được, mình chủ động đào nghiệp lên, bới nghiệp ra, coi chừng nghiệp nó quậy mình chết luôn. Giống như một quả báo bom, mình làm ra là do mình làm chứ không phải tự quả bom có. Nhưng mà mình biết nó là quả bom rồi thì đừng có cài hột nổ rô vô nhé. Những người mà cầm quả lựu đạn đừng có rút ngòi ra làm chi, cứ giữ mãi đi, cột chặt nó đi. Quả lựu đạn nó thành ra một cục sắt nằm im từ đời này qua đời khác. Trong lúc nó nằm im, ta quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật là nhẫn.
Người ông vãng sanh là duyên, một nhân gặp một duyên ta thành một quả, cái quả này là quả làm Phật. Vô tình ta trở về chân tâm tự tánh, ta biết được bao nhiêu quả lựu đạn, ta tìm cách tới đó đủ sức mà phá đi, mà bỏ đi, mà trốn đi. Vô tình chúng ta cứu được mình, cứu được chúng sanh do một câu A Di Đà Phật vãng sanh mà thành tựu vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.